Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chi và hãy cùng chúng mình cập nhật thông tin mới nhất của tập ngày nhé. Giàn quân phục ngụy trang kỹ thuật số của Việt Nam được sử dụng thế nào? Quân đội Việt Nam từng mang quân phục ngụy trang kỹ thuật số ra sử dụng với số lượng hạn chế. Vì nhiều lý do, kiểu ngụy trang hiện đại này đã không được chúng ta lựa chọn cho toàn quân. Quân phục ngụy trang kỹ thuật số digital từng được việt nam sản xuất và trang bị rất hạn chế trong một vài lực lượng có lẽ ở bước đầu chúng ta chỉ thử nghiệm loại quân phục này ở quy mô nhỏ nguồn ảnh tl kiểu quân phục ngụy trang kỹ thuật số hiện đang được sử dụng rộng rãi trong quân đội nhiều quốc gia trên khắp thế giới đặc biệt là những đội quân tới từ các quốc gia phát triển nguồn ảnh tsvl tuy nhiên vì một vài lý do kiểu quân phục ngụy trang kỹ thuật số lại không được chúng ta lựa chọn và sử dụng cho toàn quân, thay, vào đó là bộ quân phục K-19 với họa tiết đắc Hunter, nguồn ảnh, TSVL, họa tiết ngụy trang kỹ thuật số hiện nay, được coi là cực kỳ hiện đại, sử dụng thuật toán của máy tính, để xây dựng các ô vuông, màu sắc đan xem trên vải, cung cấp khả năng cực kỳ tuyệt vời ở nhiều điều kiện địa hình khác nhau chỉ bằng cách thay mật độ, điểm, màu, và, màu sắc của quân phục, nguồn ảnh, QPVN, vải may của, màu ngụy trang digital, được xây dựng trên máy tính và thậm chí có ứng dụng cả trí thông minh nhân tạo nên có thể khẳng định không một bộ quân phục nào có vị trí của những chấm điểm ảnh giống nhau dù hiệu quả ngụy trang vẫn là tương đương nguồn ảnh qpvn mặc dù vậy thuật toán để tạo ra những mảng màu kỹ thuật số in trên vải may quân phục digital là cực kỳ khó hoàn thiện nếu thuật toán không hoàn thiện hoặc kém trong khâu xử lý sẽ rất khó đạt được hiệu quả ngụy trang như trên lý thuyết nguồn ảnh qpvn hiện tại quân đội của nhiều quốc gia trên thế giới đang sử dụng quân phục ngụy trang theo kiểu digital để tăng hiệu quả ngụy trang cho binh lính trên chiến trường nguồn ảnh pinterest khác với quân phục ngụy trang kiểu cũ kiểu ngụy trang digital theo kiểu dung hòa màu sắc thậm chí còn khiến bộ quân phục có khả năng ngụy trang hiệu quả ở nhiều môi trường khác nhau chỉ với một bộ quần áo duy nhất nguồn ảnh pinterest trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi trời nhá nhem hiệu quả ngụy trang của quân phục digital sẽ đặt mức tối đa biến người lính gần như hòa mình, vào môi trường, nguồn ảnh, US-4 CES. Nhiều lực lượng đặc nhiệm trên thế giới thậm chí còn in cả. Màu ngụy trang digital này lên vũ khí, để tăng tối đa hiệu quả ẩn nấp của người lính khi tác chiến, nguồn ảnh, Pinterest. Hiệu quả ngụy trang tiệm cận tuyệt đối của quân phục ngụy trang digital. Bạn thấy thế nào về điều này hãy bình luận dưới video nhé.